Chào các bạn, mình là Eden, một VTuber thích làm game và mới gần đây mình làm ra một con Dungeon Crawl Card Game để nộp cho Black and White Game Jam số 8. Bạn có thể đang tự hỏi là không biết quá trình làm game này như thế nào nhỉ? Oh, bạn không tự hỏi á? Thôi thì đã lỡ bấm vào video rồi thì để mình kể cho nghe lý do vì sao mình suýt nữa fail cái game jam này nhé. Cho những ai chưa biết, Game Jam là một loại cuộc thi làm game mà trong đó người tham gia phải làm con game theo chủ đề trong một khoảng thời gian đã định. Game Jam lần này thì có hai yêu cầu chính. Yêu cầu thứ nhất là sử dụng hai màu đen và trắng. Yêu cầu thứ hai là chủ đề của Jam lần này, đó chính là loop, vòng lặp. Ban đầu mình nghĩ vòng lặp ở trong game được thể hiện bằng hai cách. Cách thứ nhất là theo gameplay design, thiết kế lối chơi, và cách thứ hai là theo graphics design, thiết kế đồ họa. Và bởi vì mình thích bị dày vò trong game jam nên là mình đã cố gắng chọn cả hai. People might mistake me for some kind of a masochist. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ làm được một trong hai mà thôi. Game Jam lần này có 12 ngày để hoàn thành, thế mà trong 4 ngày đầu tiên mình chẳng có một ý tưởng gì hay cả. Mình đã tự nhủ với bản thân là nếu mà thêm một ngày nữa không có ý tưởng á, thì mình sẽ bỏ cái Game Jam này luôn bởi vì sẽ không còn đủ thời gian để làm code và đồ họa hay là cả âm thanh nữa. Sau một suy nghĩ và lên ý tưởng thì mình đã nghĩ ra một cách để mà kết hợp được cái chủ đề loop này vào với gameplay và graphics design. Thứ nhất, để kết hợp vòng lặp và lối chơi thì mình đã nhớ đến hồi mà bị ăn hành bởi mấy con boss ở trong Enter the Gungeon, một cái game roguelike chính hiệu. Nếu các bạn không biết, roguelike là một thể loại game mà người chơi chỉ có một mạng, chết là hết. Thường được kết hợp với những yếu tố ngẫu nhiên như là bàn chơi này, quái hoặc là những item mình nhặt được ở trong dungeon. Trong cái trò Enter the Gungeon này, người chơi sẽ chọn một nhân vật này, vào bắn quái, lấy đồ, và nếu mà chơi đủ giỏi thì sẽ sống sót cho đến khi nào mà đánh bại được boss cuối cùng thì hết game. Nhưng mà nếu mà bạn chết thì bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Các cái game roguelike này nó hay ở chỗ nó rất là khó, nhưng mà nó cần bạn phải kiên trì tìm hiểu cách chơi này và lối chơi hiệu quả để sống sót lâu nhất có thể. Và trong trường hợp của Enter the Gungeon thì là đánh bại con boss cuối cùng. Thế nên các bạn có thể thấy vòng lặp chết đi chơi lại là một vòng lặp rất quan trọng ở trong game roguelike, và mình cũng muốn ứng dụng nó trong game của mình. Nhưng mà nếu là vòng lặp chết đi chơi lại thì vẫn còn làm nhiều hướng lắm. Có thể làm dungeon crawler như là game Zelda ngày xưa này, hay là Metroidvania như Dead Cells. Thực ra câu trả lời là không phải cả hai vì nó quá khó trong tầm 5 ngày đối với cả bản thân mình. Nhưng mà để giữ tinh thần hồng hỏi của game jam thì mình đã quyết định làm một con game bài, một thể loại game mà mình chưa làm từ trước đến giờ. Và yếu tố vòng lặp ở đây nằm ở việc mỗi lá bài được sử dụng thì sẽ được chuyển cho quay bên đối phương. Giờ nghĩ lại thì có lẽ là nó không rõ ràng về vòng lặp cho lắm. Mà thôi kệ, quá muộn. Thế là mình đã dành 2 ngày tiếp theo để code lên cái sườn của cái con game này. Mình đã dùng code tham khảo từ các video của Taro Dev này, Brackies, và tất nhiên là link dẫn tới các video mình dùng để tham khảo sẽ có trong phần mô tả. Nhưng mà để nói ngắn gọn thì là mình dùng một con game manager điều khiển state của game, rồi đến state nào thì có các function xử lý của các state đó. Ví dụ tới lượt người chơi thì cho phép người chơi dùng bài, nhưng mà sau đó kiểm tra xem quái còn máu hay không. Nếu mà có thì chuyển qua lượt quái. À, các bạn nhớ cái dòng này nhé, bởi vì nó sẽ xuất hiện trong phần sau của video đấy. Từ lúc này thì game cũng chơi được rồi. Mấy cái bug này là mình đau đầu trong tầm 2 ngày gì đó, bởi vì mình phải viết lại rất nhiều code. Thế nhưng mà khi mà mệt mỏi quá thì mình nghỉ ngơi, và khi quay lại thì mình đã chia nhỏ công việc ra này để giúp mình có một cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề. Có hai thứ mà mình sợ nhất. Thứ nhất là sợ bị cô lập bởi mọi người mình yêu quý, và nó chắc chắn không bắt nguồn từ việc tâm lý bất ổn hay trầm cảm đâu. Thứ hai là làm UI và đồ họa. Mình thì thích kiểu pixel art, thế nên đã dành nửa ngày vẽ đi vẽ lại một đống thứ. Thế nhưng mà vì không có nhiều thời gian nên là mình chỉ vẽ bừa và để import vào làm UI nữa. Hôm đó mình dùng Dotwin để làm một vài cái animation khá là hay. Các bạn không biết Dotwin là gì á? Nó chỉ là cách tuyệt vời nhất để làm animation mà ai học Unity cũng nên biết dùng. Các bạn biết bây giờ là mấy giờ không? Đúng rồi đấy, 45 phút trước deadline, và mình vẫn đang chật vật với cả cái build WebGL của nó. Vì lý do nào đó cái build đấy nó không chịu nhận input của mình, và mình đã Google loạn hết cả lên khắp mọi nơi không tìm thấy câu trả lời nào cả. Thế nên mình đã đành chịu nộp một cái build standalone Windows trước deadline 7 phút. Và thế là xong rồi phải không? Nộp rồi thì làm game gì nữa, nghỉ ngơi rồi làm dự án tiếp theo thôi. Nhưng mà không, game thì chưa xong, không có âm thanh, không chơi được trên web mà nó còn không balance một tí nào cả. Ngay ngày hôm sau mình đã cố gắng tìm ra thủ phạm vì sao cái build WebGL của mình không hoạt động. Thế các bạn có nhớ cái dòng này không? Đúng rồi đấy. Mình không biết là WebGL không hỗ trợ multi-threading, và code của mình thì đang bị dừng ở đây. Không chỉ ở mỗi cái dòng đấy đâu, nó còn có ở đây, ở đây, ở đây, ở đây.
và ở đây nữa. Thực ra do mình mới học cái async và sử dụng multithreading, thế nên là mình mới muốn ứng dụng dần dần, mong là trong tương lai có thể sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Anyway, vì đó mà mình phải thay hết cái đống async function đấy thành coroutine set. May mà tạo ra function mới làm wrapper method cho cái coroutine thì mình không phải đổi tên code ở đâu cả, như thế là khá là dễ để sửa, chỉ là hơi tốn thời gian thôi. Có một bạn tên là Nayakin muốn collab với mình và viết nhạc cho game này. Đúng lúc mình đang lo không có âm thanh gì cả, thế nên là game sẽ hoàn thiện hơn nếu mà có âm thanh và hiệu ứng, đúng không? Tất nhiên là mình đồng ý rồi. Vài ngày sau đó thì bạn ấy đã gửi mình một vài cái sample và các bạn có thể nghe thử nha. Tất nhiên là lúc nghe thì mình cảm thấy nó hay tuyệt vời luôn á, và rất hợp cho cái game này, thế nên là mình muốn cho nó vào làm nhạc nền. Sau khi có nhạc nền rồi thì mình đã sử dụng ứng dụng gọi là BFXR để tạo thêm một vài hiệu ứng âm thanh đơn giản. Và cuối cùng là sửa UI để cho nhìn dễ hơn và balance lại đống quái. Các bạn có thể chơi cái game này từ link itch.io của mình để trong phần mô tả nhé. Và nếu được thì nhớ comment kỷ lục tầng của bạn ở dưới comment nha. Mình biết game này làm vội vàng, không quá chỉnh chu mà vẫn còn bug nữa. Thế nhưng mà mình rất là tự hào bởi vì đã hoàn thành cái dự án game này. Phần chính của game này được làm trong 5 ngày. Còn các cái khác như là âm thanh hay là sửa và balancing thì được làm trong tầm 2 ngày gì đó bởi vì nó khá là đơn giản. Nhìn vào số lượng bài nộp và bản thân là một trong số 350 bài nộp thì mình rất là tự hào về lần này. Và dù game chỉ có rank 164 trên 350 thôi, nhưng mà cũng không sao cả. Game jam là vì học hỏi, mình không tham gia để thắng. Lần này mình đã học được khá là nhiều thứ mới, ví dụ như là sử dụng async, do twin hay là cả làm một cái game bài nữa, tại vì trước đây mình chưa làm bao giờ cả. Cảm ơn các bạn đã xem video và cảm ơn những ai đã tham gia playtest và kiếm bug cho mình, bởi vì mình làm game vội quá không kịp playtest luôn á. Nếu các bạn đã thích video thì nhớ cho mình một cái like, chia sẻ trên mạng xã hội và bấm cái nút subscribe kèm cái chuông để biết khi nào mình ra video hoặc stream mới nhé. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ.